Em Tuấn xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì em có hai cặp bánh đều là hàng chính hãng tháo ở những chiếc xe xách tay từ bên Nhật về. Hàng này là hàng dư dùng các bác nhé. Em sẽ quay chi tiết và báo giá để xem có bác nào mà cần thì alo cho em. Số điện thoại của em thì vẫn như cũ, số thì ở trên màn hình các bác đang nhìn ở trên video đây. Hôm nay thì em có một cặp là cặp Shimano RS11 và một cặp là cặp Mavic Action. Hai cặp bánh nhôm. Cặp Shimano này thì em đang bán là 2 triệu các bác nhá. Còn cặp Mavic này thì là 3 triệu rưỡi. Cặp Mavic thì đã sẵn cho các bác một đôi lốp rồi. Cặp này thì có sẵn lốp. Lốp đến từ thương hiệu Panaracer. Size lốp là 723 các bác nhá. Lốp sản xuất tại Nhật. Vành là vành nhôm, sử dụng căm dẹt. Đấy, cặp Mavic này thì sử dụng căm dẹt. Hàng chính hãng. Còn đây là cặp Shimano. Shimano thì không có lốp, chỉ có ti bật của Shimano kèm theo thôi. Đấy. Cặp này là 2 triệu các bác nhá. Các bác về các bác có thể ráp xe, giá rất là rẻ thôi. Em sẽ quay chi tiết. Trước tiên là cặp Shimano. Cặp Shimano này thì sử dụng cối lip là cối 11 các bác nhá. Cối 11 thì các bác lắp được 8, 9, 10, 11 đều ok. Đấy. Cối lip. Đùm sau Shimano. Dòng này là dòng Shimano VKHRS 11. Những cái cặp bánh của Shimano thì nó có cái bệnh chung, đó là nó bị chóc sơn ở cái phần căm, tức là phần nan hoa các bác nhá. Cái này thì không sao hết, cái này thì các bác về các bác nếu mà có thời gian rảnh thì các bác có thể thích ấy, thì có thể cạo hết cái này đi. Còn nếu mà muốn nó thành màu đen thì các bác có thể chấm sơn đen vào. Đấy, sơn đen vào là được. Cặp này tem của nó là tem màu xanh lá. Dòng chữ RS 11 này là tem màu xanh lá này. Phần má thắng này còn đẹp các bác nhé. Còn rất là đẹp luôn đấy. Shimano. Cái bệnh chóc sơn này là bệnh chung của những cái cặp bánh dòng Shimano. Cái này không sao. Cái này thì về các bác khắc phục xử lý được. Ti bật Shimano của bánh trước. Cặp bánh thì má thắng còn rất là đẹp các bác nhé. Giá thì cũng quá là hợp lý. Có 2 triệu, 2 triệu thôi. Bánh trước. Hoạt động thì là trơn tru hết các bác nhá, không có lỗi lầm gì. Bánh sau còn viền má các thứ vẫn còn đẹp. 2 triệu thì chắc chắn là cũng không có cái cặp bánh nào có thể rẻ hơn được nữa. Cối lip 8, 9, 10, 11 đều lắp hết. Bác nào mà ưng thì alo cho em. Còn bên này thì em có cặp Mavic. Mavic là một thương hiệu rất nổi tiếng của Pháp. Hàng này thì không biết là sản xuất tại đâu. Em sẽ kiểm tra cái tem made in của nó xem nó giá là chỗ nào. Hàng này hình như nó không có tem made in thì phải. Nó chỉ có tem mã vạch thôi. Nói chung là một cặp bánh chính hãng các bác nhé. Các bác yên tâm về nguồn gốc. Hàng của em Tuấn bán ra thì chỉ có hàng chính hãng thôi. Những cái hàng fake, hàng copy gì đấy thì em không có làm. Đấy. Viền má các thứ là còn đẹp đấy nhá. Tem mã vạch, mã cốt này. Lốp Panaracer 723. Đây là bánh sau các bác nhé. Cặp này thì đang sử dụng cối lip là cối của Campa. Campa thì các bác lắp lip Campa là chạy được thôi. Campa, các bác lắp lip Campa thì các bác vẫn lắp được với những cái bộ lốp của Shimano các bác nhé. Chỉ cần lắp lip Campa và lắp lên bất cứ bộ lốp nào là cũng đều chạy được hết. Cối lip kêu rất là hay. Cối này là cối 11 các bác nhé. Campa thì cối 10 và cối 11 thì lắp chung được cho nhau. 10 và 11 thì lắp được chung hết. Đấy, lốp lắp còn ok, khá ok. Và dòng này là dòng Mavic Action. Đấy, hàng chính hãng ạ. Cái cặp Mavic này thì các thứ căm trước là nó là căm bản dẹt các bác nhé, căm xe gió đấy. Chân căm thì nó có những cái khuyên này, khá là chắc chắn. Đấy, đùm sau đây. Cặp này kèm cả lốp là 3 triệu rưỡi các bạn. Ti bật thì không phải ti bật của nó mà là ti bật của... Ti bật này hình như là của hãng gì nhỉ? Kenzon, ti bật của Kenzon thì phải. Nói chung là... Nó cũng là một cái nhỏ thôi, không có vấn đề gì. Lốp trước lốp sau là còn ok các bác nhá. Đây là bánh trước. Những cái vết đen đen này, những cái vết ở cái phần má gôm cao su nó dây ra thì em cũng không có vệ sinh đâu. Bánh giá rẻ này thì các bác về thì các bác bớt chút thời gian các bác vệ sinh giúp em. Em cũng hơi bận một chút các bạn. Đấy. Mã cốt, mã vạch các thứ là đầy đủ hết nhé. Đấy, tem mác đẹp không chảy. Tem mác không chảy, cả bánh còn đẹp.
đùm của bánh trước. Nói chung là giá thì quá là rẻ rồi. Và giá này thì em cũng không có bớt thêm nữa các bác nhá. Giá này thì các bác cảm thấy hợp lý các bác ủng hộ em. Cặp này là 3,5 triệu gồm cả xăm lốp. Chạy cối líp của Campa. Các bác về các bác lắp líp Campa được các bác nhá. Lắp líp Campa rồi thì các bác có thể sử dụng với bộ giò dĩa và xích líp. Xích của Shimano đều ok. Quan trọng là tìm cái quả líp Campa để lắp là ok thôi. Cối Campa các bác nhá, 3,5 triệu cả xăm cả lốp. Còn cặp bên này là cặp Shimano RS 11, cặp này thì 2 triệu. Giá rất là hợp lý. Các bác cần thì alo cho em Tuấn HD có số điện thoại 0888 39192. Giá này em đã bao ship cho các bác luôn rồi các bác nhá. Em xin chào tất cả mọi người.